Ok Và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 Thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về zoom của Bitcoin mọi người nhé à, Mọi người xem video của mình mọi người có thể ấn giúp mình like video à, Ngoài ra thì anh em nào mà chưa tham gia vào Telegram Cũng chưa tham gia vào group Facebook Thì mọi người có thể xuống cái phần mô tả của video và có thể tham gia vào mọi người nhé Ok, quay trở lại với cái thị trường crypto chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 thì hiện tại khi mà mình đang ngồi phân tích thị trường và mình đang ngồi cập nhật thị trường mọi người thì Bitcoin hiện tại đang giao dịch quanh mức 70.800 đô. À, thị trường chúng ta thì nhìn tổng quan chung một chút về khung tuần. Thì với cái khung tuần của thị trường trong cái ngày hôm nay thì chúng ta đã đóng một cái nền tuần trước, một cái nền cái xanh khá là đẹp và một cái cây nền xanh cũng khá là mạnh đúng không ạ? Chúng ta vẫn có một cái cây nền xanh và chúng ta vẫn có một cái tín hiệu tăng giá ở trong cái cây liền tuần này. À, về xu hướng của khung tuần thì thị trường chúng ta thì uh, sau khi mà chúng ta có những cái điểm NC và có những cái điểm vào hàng ở những cái vùng bên dưới này thì thị trường chúng ta đến ngày hôm nay thì nó vẫn đang tăng giá rất là mạnh và nó vẫn đang duy trì một cái mức tăng khá là mạnh nên anh em nào mà chúng ta vẫn đã và đang cầm hàng thì hiện tại thì mọi người vẫn duy trì được một cái mức lợi nhuận khá là lớn ở trong cái thời điểm này. Và về khung tuần của thị trường thì Bitcoin hiện tại đang giao dịch ở mức 70.800 đô. Thị trường đóng một cái lến tuần xanh. Thì trong cái tuần này chúng ta cần phải follow và chúng ta bám sát thị trường giúp mình nhé. Tuần này cũng là một cái tuần khá là quan trọng và nó có thể là sẽ là cái tuần quyết định của thị trường trong cái gian tới. Thì anh em đã cần cố gắng follow giúp mình về khung đến tháng thì hiện tại thì thị trường ta trong những ngày qua thì chúng ta cũng có những cái đà tăng trưởng rất là mạnh như là cái đến tháng ngày gần đây nhất chúng ta có một cái đến tháng gần đây nhất vẫn đóng là một cái đến xanh nó thể hiện cho một cái xu hướng tăng giá và một cái xu hướng mà lực tăng của thị trường vẫn còn à, thế nên là về xuống của khung tuần hay là khung tháng thì rồi chúng ta vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng thị trường trong thời gian tới nó có thể tạo những cái đà tăng giá và tiếp tục đẩy tất nhiên là trong cái quá trình mà để nó tiếp tục tạo được một cái đà tăng và một cái đà băm lên thì thị trường ra nó hoàn toàn có thể tạo ra những con sóng điều chỉnh để cho chúng ta có cơ hội và có những điểm vào hàng và có những điểm lên tàu dành <laughs> cho anh em nào chúng ta còn uống đây đây thế nên là cái chiến lược mà anh em mà hâu ở thời điểm này thì cá nhân của mình uh, cá nhân của mình thì mình vẫn ủng hộ anh em thôi đó là cái việc mà anh em mà hâu thì nó cũng hoàn toàn hợp lý và hoàn toàn mà chúng ta có thể nắm giữ được trong tháng tới xu hướng của thị trường thì mặt bằng chung thì cho đến cái khung tuần hay khung tháng thì nó vẫn khá là tích cực cho một xu hướng dài hạn nên là anh em nào mà xác định nếu mà mọi người đánh xác định hâu thì chúng ta vẫn cầm hàng và chúng ta vẫn có thể giữ được ờ, chúng ta nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta chỉ bán ra một phần thôi sau đấy nếu mà thị trường nó có ng tốt hơn thì chúng ta vào chứ còn cá nhân của mình thì vẫn chia sẻ với anh em rồi đó là hâu thì chúng ta nên nắm giữ đến thời điểm mà thị trường nó đạt đỉnh sau đó chúng ta bán ra thì nó là một cái chiến lược hiệu quả Chứ không phải là cái chiến lược mà chúng ta mua và chúng ta giao dịch nhiều Thì nó sẽ là một cái chiến lược đánh trung hạn hoặc là chiến lược đánh chay thôi Còn các bạn xác định đánh hâu thì chúng ta uh, hàng tháng chúng ta có tiền thì chúng ta tiếp tục chúng ta mang vào Chúng ta mua tích sản hàng tháng Thì mình nghĩ rằng là ở trong cái chu kỳ tiếp theo thì mọi người sẽ có những cái thành công Và sẽ có những cái thành quả rất là lớn với thị trường trong cái thời điểm này uh, Về xu hướng của khung tuần hay là khung tháng thì thực sự nếu mà chúng ta nhìn về cái tổng quan chung những cái vị thế mà mình trước đây mình côn anh em thì thực sự nó quá đẹp để có thể hold và chúng ta có thể nắm giữ rồi tất cả những cái vị thế này là cái vị thế mà đang cho mọi người một cái mức lợi nhuận rất lớn nhưng anh em holder. Thế nên là anh em chúng ta vẫn có thể gồng được trong thời gian tới nhé về xu hướng của thị trường thì mình vẫn nghĩ rằng là cái đà tăng của thị trường trong cái thời tới thì nó hoàn toàn khả thi thôi về tương lai dài hạn hay là về cái tầm nhìn dài hạn thì mình nghĩ rằng là thị trường hay là bitcoin nó sẽ còn tăng trưởng và nó sẽ có thể tạo những cái vùng đỉnh những cái những cái target mà đôi khi chúng ta sẽ khó tưởng tượng ra được mình nghĩ rằng là với cái target gần đây nhất là khoảng tầm 100 000 đô hay là cao hơn là 140, 170 thì nó là trong cái khả năng mà Bitcoin có thể đạt được ở trong cái thời điểm mà không quá xa nữa Đấy là một chút cập nhật với mọi người về qua một chút về xuống của cung tuần Bây chúng ta sẽ đi tổng quan chung Chúng ta sẽ đi tổng quan chung về thị trường trên cái xuống của D1 nhé về xu của D1 thì mọi người sẽ nhìn qua một chút thì thị trường này nó vẫn đang duy trì những cái mức tăng những cái điểm vào hàng gần đây nhất hay là những cái điểm vào hàng xa thì chúng ta đều mang lại cái lợi nhuận khá là lớn rồi tất cả những cái vị thế này là những vị thế mà mình côn nên là chúc mừng anh em nào mà mọi người holder và mọi người vẫn gồng đời được đến ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là đấy là mối thành công của mình hay là với mọi người trong nhóm rồi còn như anh em này trung hạn thì mình chia sẻ rồi đó là nào. À, chúng ta bảo vệ tài khoản và chúng ta có thể chốt lời ra thì cũng không có vấn đề gì cả đó thì thị trường ta thì sau khi mà chúng ta vào hàng xong cả trung hạn và đầu tư dài hạn thì thị trường ta nó có một cái đà tăng trưởng và nó có một cái đà đẩy khiến cho bitcoin đặt vùng cao nhất là vùng 73 000 đô sau khi mà bitcoin ở vùng 73 000 đô xong rồi nó có một cái đà chỉnh ở đây nó có một cái đà hồn ở đây thì cái giai đoạn này thì bắt buộc chúng ta cần phải follow và chúng ta cần phải bám sát thị trường trong cái thời gian tới giúp mình giai đoạn này nó sẽ là một cái giai đoạn mà khá là nhạy cảm với thị trường trường hợp mà thị trường ta thì mình chia sẻ với anh em rồi bitcoin trên cái xu hướng của khung gian bé là khung thời gian của sóng H4 với cái sóng của H4 thì Bitcoin nó có một cái vùng hỗ trợ khá là quan trọng là vùng 68 mà 500 đô thì đây sẽ là một cái vùng giá mà mọi người cần phải chú ý giúp mình Bitcoin hiện tại chúng ta đang chạy ở trên một cái biên trên và một cái bên dưới ở trong một cái vùng giá sideway đó thì hiện tại nó đang gần chạm cái bên trên nhưng mà nó chưa chạm đó thì trong trường hợp mà thị trường ta mà nó chạy diễn biến như nào thì trong tháng tới mọi người cần phải follow sát giúp mình cái lên giá bên trên quan trọng nó vùng 71.700 đô. Cái vùng giá bên dưới của Bitcoin là vùng 68.500 đô. Thì trong trường hợp mà bên trên mà nó có thể tạo được một cái đà bứt phá lên thì chúng ta vẫn có có thể nghĩ tới một cái kịch bản tăng giá tiếp. Nhưng trong trường hợp mà cái vùng bên dưới là vùng 68.500 đô mà nó không trụ được thì chúng ta có thể kỳ vọng một cái đà giảm của thị trường trong gian tới. Thế là cái vùng bên trên thời điểm này là vùng 71.700 đô và cái vùng bên dưới là 68.500 đô nó là cái vùng giá hai vùng giá mà mọi người cần chú ý và mọi người cần phải follow sát giúp mình nó sẽ quyết định đến cái hướng đi của thị trường trong thời gian tới rất là nhiều thì trong trường hợp nếu mà mình đang nói với anh em là trong trường hợp thị trường ta mà ở cái vùng biên dưới là vùng 68.000 đô mà nó không trụ được thì nó sẽ là cái cơ hội dành cho anh em nào mà chúng ta còn UDT, nhớ là còn UDT nhé hoặc là anh em đánh trung hạn thì nó sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể vào hàng thì vùng hỗ trợ tiếp theo của Bitcoin nó sẽ có một cái vùng bên dưới này là khoảng vùng 64.000 đô đó thì trong trường hợp vùng 68 ngàn đô không trụ được thì chúng ta có thể kỳ vọng là Bitcoin có thể tạo được một cái đà rơi đó thì xuống vùng 68 ngàn nhưng mà đây là cái view để cho anh em nào mà chúng ta muốn mua thêm hoặc là view này dành cho anh em nào muốn đánh trung hạn thôi còn về cơ bản để tổng quan chung đánh dài hạn thì chúng ta vẫn có thể giữ hàng được tại vì những cái vị thế mà mình côn anh em chúng ta vào hàng trước đây đó là những cái vị thế rất tốt nó đánh cái vị thế mà rất khó để thị trường hay là bitcoin có thể quay trở lại được những cái vị thế như vậy Thế nên là anh em trong mặt đánh hâu thì chúng ta À, tiếp tục chúng ta thu mua thêm nếu như thị trường nó có cái vị thế và có những cái điểm entry tốt trong gian tới. Về cơ bản đánh trung hạn trong thời gian vừa qua anh em với mọi người trong nhóm của mình thì cũng có thành công rất lớn. Chúng ta tận dụng được hết tất cả những con sóng của Ancoin. Phải nói rằng chúng ta tận dụng được hết tất cả những con sóng của Ancoin đúng không ạ? À, gần như là những cái đồng Ancoin của chúng ta thì chúng ta không hề bỏ qua một cái sóng nào của thị trường cả. Tất cả những con sóng tăng của thị trường thì chúng ta đều tận dụng được thì thực sự là trong tuần vừa qua thì những anh em mà mọi người đồng hành với mình thì chúng ta cũng duy trì được một cái mức lợi nhuận khá là ổn thậm chí là một số đồng ăn coi hôm trước mình có cô anh em chúng ta có bán ra là trên này thì sau khi mà bán xong thì nó cũng giảm gần chia hai đó thì đấy cũng là một cái sự thành công thì anh em nào mà chúng ta đánh trung hạn thì chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể là chúng ta vào lại một phần anh em nào mà chúng ta đánh hầu thì chúng ta bớt ra với phần đô thì trong trường hợp thị trường nó có cái vị thế tốt thì chúng ta có thể mua thêm và chúng ta có thể vào hàng thêm và anh em nào đánh mà chắc chắn một chút thì có thể là follow thị trường thêm trong năm tới nhưng mà phải chấp nhận là nếu mà trường hợp các bạn follow thì thị trường mà không về thì chúng ta sẽ phải tìm một cái điểm vào khác. Thế nên là cái việc mà thời điểm này anh em cầm đô hay là cầm hàng hay là chúng ta có quyết định nào thì nó phải là do mọi người. Tại vì vấn đề đó là tài khoản của mọi người nên mọi cần phải tính toán thật kỹ. Ờ, trong trường hợp thị trường nó chạy như nào thì chúng ta cũng sẽ không không vội vàng, sự không vội vàng FOMO. Thị trường lên thì chúng ta cũng không vội vàng để chúng ta FOMO vào. Thị trường xuống thì chúng ta cũng không vội vàng chúng ta cắt đi. Đó, khi mà đầu tư thì anh em nên giữ một cái đầu lạnh Thì mình nghĩ rằng là chúng ta mới có đi ra được Về tổng quan chung thì trong cái cơ hội của thị trường Trong cái năm nay và trong cái năm sau Thì mình nghĩ rằng là cái cơ hội rất là nhiều à, Thậm chí là như cái thời điểm trước Thì mình có chia sẻ với anh em nói là Dự kiến của mình trong năm nay Thì chúng ta có thể tận dụng mực thêm một cái con sóng nhân 2 Đến nhân 3 vào thị trường nữa Nên là cái cơ hội trong cái năm nay thì cũng khá là nhiều một số anh em nào mà mọi người muốn chơi ăn coi thì mọi người có thể xuống cái phần mô tả của video nhé. Mọi người đăng ký vào trong nhóm tín hiệu premium miễn phí à, hoặc là tham gia vào trong nhóm vip. Thì tham gia vào nhóm premium thì nó cũng là một cái nhóm mà cho mọi người những cái tín hiệu để chúng ta có thể vào hàng, những cái đồng coi để tiềm năng để chúng ta có thể đánh. Tham gia vào trong nhóm vip thì sẽ chỉ dành cho anh em nào mà mọi người follow mình đủ lâu này, mọi người đồng điệu cái lối chơi hay là cái tư duy đầu tư với mình chúng ta muốn có một cái lộ trình và có một cái chiến lược còn anh em nào mà chúng ta đầu tư theo kiểu formo bản năng hoặc là anh em đầu tư vội vàng ấy năm uh, phần thì nó sẽ không hợp với cái nhóm vip thì anh em nên tham gia vào nhóm premium trước nhé thì link đăng ký tất cả cái link đăng ký mình có để cái phần mô tả của video này thì trong tối mai thì mình sẽ zoom định hướng mọi người trong nhóm của mình <laughs> mai thứ ba đúng không nên là trong ngày mai thì anh em ở trong nhóm vip thì mọi người cố gắng sắp xếp thời gian giúp mình nhé trong buổi tối mai thì mình sẽ zoom này để cho mọi người một cái lộ trình hay là cập nhật update cho mọi người những cái vùng NC chúng ta có thể order trong năm tới. <laughs> Ngoài ra thì anh em nào mà chúng ta mà thời điểm này mà một số anh em mà mọi người hỏi mình rằng thời điểm này thì chúng ta có nên mang tiền thêm để chúng ta đầu tư vào thị trường hay không? Thì mình nghĩ rằng là thực ra là cái vấn đề là thời điểm này như một cái góc nhìn mà thực sự khách quan thì năm nay nó một cái năm mà nếu như các bạn có tiền thì nó là một cái năm rất tốt. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều là chúng ta cần phải cẩn thận. Nhiều khi mà các bạn mang số tiền 5 ngàn đô, 10 ngàn đô đầu tư vào ấy Mà chúng ta mô, kìa thời điểm đẹp nhưng mà chúng ta lại FOMO ấy thì chúng ta vẫn bị vẫn là người thua cuộc Thậm chí là chúng ta sẽ bị mất mát hết cái số tiền đấy Em mình nghĩ rằng là nếu mà năm nay các bạn có tiền đầu tư thì nó rất tốt nhưng mà nhớ nó phải cẩn thận Thì vì gần như và đa phần người chơi khi mà đầu tư vào thị trường coi, đầu tư vào thị trường tài chính Thì họ đều bị thua và họ bị mất mát rất là lớn nên là các bạn có đầu tư thì chúng ta phải, nó là một cái cơ hội tốt trong năm nay. Nhưng mà nếu mà các bạn không cẩn thận thì chúng ta có thể mất đi cái số tiền đấy thì nó rất là tiếc. Năm nay nó là một cái năm mà thật sự đó là năm tạo đà cho những cái mùa sóng trong cái chu kỳ tới. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được nhưng mà nhớ là không được bô Đánh bình tĩnh thôi. Đa phần người chơi đầu tư vào thị trường này đều thua cuộc. Khi mà các bạn đầu tư vào chúng ta nghĩ một cái kịch bản rất là màu hồng. Nhưng mà qua một cái thời gian thì gần như các nhà đầu tư họ đều thua và họ thất bại rất là nặng nề. Nên là mọi người hãy lấy đấy là cái bài học kinh nghiệm khi mà mọi người đầu tư. Đó, về thị trường tổng quan chung thì uh, ETH thì chúng ta vẫn vẫn có thể kỳ vọng nếu mà anh em nào mà hôm trước bắt được cái giá của mình mua thì chúng ta có thể bán ra một phần ở đây. Đó sau đó thì chúng ta có thể chờ những cái vị thế thấp hơn. Đây là đánh trung hạn thôi, đánh hâu thì chúng ta tiếp tục chúng ta thu mua thêm. Nếu như thị trường xuống như vùng giá bên dưới và có những cái điểm entry chi tốt để chúng ta có thể vào hàng và chúng ta có thể giao dịch nhé mọi người nhé. Ok, trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ update thị trường mọi người một chút như vậy. Thì hy vọng rằng cái video của mình hay là cái nhận định của mình thì uh, có thể cho mọi người thêm một góc nhìn khi mọi người đầu tư và chúc mọi người là trong cái tuần tới thì nó sẽ bảo vệ được cái số tiền bảo vệ được cái số lợi nhuận mà chúng ta thắng lợi trong tuần vừa qua và chúc mọi người là chúng ta có thể là tận dụng được những con sóng để chúng ta có thể tăng tài khoản ok và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo uh, bye bye mọi người nhé